Alo, xin chào tất cả các bạn nhé. Mình là Trọng, mình đến từ kênh channel Crypto Honex đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý số lượng lớn tài khoản khi săn airdrop đi cho tiết nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là sử dụng cái phần mềm Genogin nhé. Thì video này mình gồm hai phần chính nhé các bạn nhé. Thì đầu tiên là giới thiệu phần mềm Genogin, cách và thứ hai là cách cài đặt và sử dụng cái phần mềm nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào phần 1 giới thiệu phần mềm Genogin nhé. Ok, đây là trang chủ cái của genogin.com.vn nhé. Thì Genogin là một cái phần mềm anti-detect browser dành cho các bạn quản lý các tài khoản này, làm airdrop testnet này, nuôi các tài khoản này. Đấy. Thì bạn tất cả quản lý tất cả các tài khoản của bạn để làm như mà affiliate marketing này, săn airdrop recharge active này, airdrop crypto đây. Đấy. Đấy. Thì cái phần mềm này rất là tiện nhá. Thì mình đã sử dụng một thời gian và thấy rất là hay. Đây thì mình đã mình cũng đã cài và mình đã sử dụng một thời gian rồi thì mình thấy rất là hay. Tiện thì mình cũng chia sẻ với mọi người một cái phần mềm đấy là Genogin. Thì ở cái phần mềm Genogin này thì các bạn tải về dùng thử miễn phí thì các bạn sẽ có 5 profile miễn phí nhá. Thì đây mình đã mua cái phiên bản trả phí là 100 profile. Đấy. Thì các bạn hãy tải về và dùng thử 5 profile miễn phí. Nếu mà bạn dùng hay mà có nhu cầu tăng lên thì các bạn có thể mua thêm hoặc bạn có thể cứ dùng 5 profile miễn phí cũng được nhá. Đây thì mình chuyên về làm các cái airdrop và testnet đấy. Thì trên kênh YouTube Thế Giới Crypto Honex của chúng mình ấy, thì mình đã đăng rất nhiều video về làm airdrop testnet và mình đều sử dụng cái Genogin nhé các bạn nhé. Thì mình để quản lý tài khoản và để tách biệt những tài khoản và mình cũng add sẵn các proxy ở đây thì để mỗi cái trình duyệt cái profile ở đây. Đây thì mình có 100 profile thì mỗi cái profile này tương ứng một proxy thì nó như một máy tính riêng nhé các bạn nhé. Đây thì mình cũng hướng dẫn các bạn cách cái quản lý những cái tài khoản. Thì đây ví dụ nhé, mình có profile Genogin này thì profile này thì tương ứng Gmail này, Discord này, Twitter này đấy, và GitHub này. Thì đây mình cũng có mở cho các bạn xem nhé. Đây thì mình sẽ mở một cái profile lên cho các bạn xem thì mình đã quản lý tất cả ở trong này. Thì đây mình đang giới thiệu nhá. Thì mình video này của mình gồm 3 phần thì mình sẽ đầu tiên là giới thiệu Genogin là gì, xong là hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản Genogin nhá. Ok, thì như ở đây thì mình sẽ có những tài khoản như Twitter này, Discord này. Đây, Twitter mình có tài khoản Twitter ở đây thì mình mỗi cái profile này mình sẽ quản lý, mình lập danh sách ra mình quản lý thì mỗi profile chỉ dùng một Twitter, một Discord đấy, và một ví MetaMask riêng nhé. Đấy. Đấy, ví dụ mình đăng nhập đây. Đây, một Discord riêng. Đây là cái Discord của mình đây. Đây là Discord của mình. Đây là Twitter của mình. Đây trang hồ sơ của mình đây. Đấy. Ok, ngoài ra bạn có thể có cả HitHub nữa và có một số cái kiểu như Facebook hoặc là các trang mạng xã hội khác. Giờ như mình là GitHub nhé. Đây là cái GitHub của mình nhé các bạn nhé. Thì các bạn cũng nên có một cái GitHub như này. Thì các bạn cũng tạo GitHub xong rồi bạn thay đổi ảnh đại diện xong tạo các cái repo ở đây. Xong cập nhật những thông tin ở đây này thì nó coi như mình là một người dùng thật nhé. Thì cái tài khoản GitHub này thì các bạn không dùng đăng những thông tin như này thì nó rất dễ bị ăn gậy, có nghĩa là bị ban cái tài khoản, bị khóa tài khoản đấy. Xong mà đây là cái một ví MetaMask của mình nữa đấy, thì mình sẽ đồng bộ tất cả những thông tin này, đồng bộ tất cả những thông tin này. Một điều cũng khá quan trọng nữa đó là cái email của các bạn nhé. Bạn còn có email của các bạn đây này thì để đổ bộ các cái cặp tài khoản
như ở đây mình nói này, email này, Discord này, Twitter đấy, GitHub, GitHub và một cái ví MetaMask của các bạn nữa. Thì đây, ở đây mình đã đủ bộ nhé này, mail này, Twitter này, Discord này, GitHub này, ví MetaMask này. Gần đây các dự án làm về AirDrop Redirected thì nó yêu cầu cái người dùng thật đấy các bạn, thì các bạn sử dụng phần mềm này rất là hiệu quả nhá. Thì mình sử dụng phần mềm này thì mình có thể từ những cái nguyên liệu trên thì mình sẽ làm valid được cái tài khoản của Gaze nhá. Hay sẽ thì bạn hãy làm một cái Gaze Batbot này, xong đó sẽ là bạn tạo một cái Batbot Gitcoin nữa các bạn ạ. Batbot Gitcoin, Batbot Gitcoin thì mình đang có trên 33.67 điểm đây này. Đấy, thì từ cái Batbot Gitcoin này và cái Gaze Batbot này thì mình đã kiếm được cái điểm ở trên cái Ninja nhá, Ninja Quest này, Voyager Quest này này, xác nhận là người dùng Ninja đây này, Citizen đây. Đấy, thì mình đã vượt qua được cả ba cái luôn, và mình claim được 2.500 điểm. Thì cái quản lý những cái tài khoản, những cái nguyên liệu ở trên phần mềm cái login này rất là hiệu quả nha các bạn nhé. Ở đây là về các quản lý các tài khoản rồi các tài nguyên của nó nhé. Tiếp theo về cái phần mềm này thì nó có chức năng rất là hay, đó là automation, đó là các bạn có các chương trình xong bạn các chạy tự động các tự động như nuôi các tài khoản Discord hoặc là email hoặc là Facebook đấy, hoặc là Twitter hoặc là, đấy, sau đó các bạn có thể chạy auto được các cái dự án như là về crypto đấy. Thì mình có một cái chạy dự án về crypto ở đây. Đây, thì mình đã có sẵn và các sẵn rồi thì mình có thể chạy demo cho các bạn nhé. Đây. Thì mình có thể chạy được nhiều profile một lúc, mình chạy mình đang chạy là 10 profile một lúc nha các bạn ạ. Đây, thì mình đang chạy 10 profile đây, thì nó bắt đầu nó đang làm cái nhiệm vụ như là cái nhiệm vụ về file die chain này này. Đấy, thì nó sẽ tự động làm cái nhiệm vụ ở đây. Thì mình có các script chạy sẵn rồi. Đây, nó tự động đăng nhập này, nó tự động đánh password đăng nhập nhá. Đấy, tự đăng nhập. Mình làm 10 profile một lúc nên mình quay video này có thể là hơi nắng một tí. Xong nó tự làm các nhiệm vụ swap, transfer. Thì mình đã viết script sẵn rồi ấy, nên nó chỉ việc thực hiện thôi. Đấy. Đấy. Đấy, nó tự swap nhé. Đấy, nó tự swap. Đấy, nó đã thực hiện swap xong rồi này. Đấy. Đây là một ví dụ rất căn bản về cái automation nhé, gọi là viết các script để chạy automation ấy. Đây, mình chạy rất nhiều đây, có mười mấy tab vào đây. Nếu mà chạy nhiều thì các bạn cần một máy tính khỏe một tí, còn là chạy ít thì không cần. Ok, thì mình sẽ ấn stop để tạm dừng, mình chỉ chạy để mua cho các bạn xem thôi. Đây, các bạn thấy phần mềm này hay không? Rất là hay nhá. Đấy, thì về đây về tag là thì bạn có quản lý các tag, bạn tạo các tag ra xong mà thêm những cái, dù bạn tạo một tag AirDrop chẳng hạn. Đấy. Xong bạn chọn cái script mà có mình có sẵn ấy, bạn add vào. Xong mình chọn cho profile các thứ vào. Đấy. Đây mình ví dụ như nào, xong mình create thì nó sẽ tạo thành một cái tag, xong mình ấn bấm dăm nó chạy thôi. My script là tất cả những script mình có thì nó ở đây. Còn editor là mình sẽ viết những cái script ở đây. Còn một cái các bạn không biết viết script nhá, thì viết automation thì các bạn có thể vào cái chợ market ở đây, thì nó có tất cả những cái
Script có sẵn, các bạn chỉ tải về dùng và import lên thôi. Thì các bạn nó có ở trên đây họ có phân mục theo danh mục nha. Ví dụ như Twitter này, TikTok này, Facebook này, YouTube này, Discord này, đấy, đầy đủ hết cả nhá. AirDrop này, đấy, tự động đăng nhập hàng loạt ví Venom này, tự động đăng nhập ví Bontem này, đăng ký ví Venom tự động này, đấy. Ok, đấy, thì cũng có rất là nhiều cái script có sẵn nhá. Ok, khi để tải một cái script sẵn ở trên Marketplace nhá, thì bạn ấn vào cái script đó, xong bạn ấn vào download về này. Ấn vào download đây, hay download ở script ở đây. Đấy, xong bạn đọc các cái mô tả của họ nhá. Đọc các mô tả ở đây và cách sử dụng như thế nào. Đấy. Xong đó bạn vào chỗ script này, xong bạn ấn vào ba gạch này, xong bạn ấn import script lên. Ví dụ mình đây tải những cái script này lên này. Đấy. Mình đã tải về rồi. Thì bây giờ mình có thể ấn vào kích vào đây. Xong mà chọn open. Đấy, thì nó đã tải cái script đó lên. Thì đây là cái script của họ nhá. Đấy. Đây là cái script về bot tweet đấy. Ok. Thì bây giờ mình sẽ chạy thử một cái script về cái bot Twitter nhá. Là đăng các bài trên Twitter các bạn ạ. Thì mình đã có tạo một cái stack đây rồi, gồm có các đây mình có tạo stack đây rồi. Thì bây giờ mình có thể tạo stack lại cho các bạn xem nhé. Đây mình chọn new tag này là đăng bài trên trên Twitter chẳng hạn. Đăng bài Twitter, xong mình sẽ chọn đến cái script đó nhé. Mình sẽ chọn có thể chọn tìm kiếm ở đây này. Đây mình sẽ chọn bot Twitter đây này. Đấy. Ok, sau đó mình sẽ tìm kiếm những cái profile mình muốn nó chạy ấy. Ví dụ profile nào mình để Twitter nào thì mình sẽ copy vào đây. Mình không đây. Mình sẽ tìm kiếm. Đây, tìm kiếm vào đây xong ấn enter nó ra. Đấy. Enter nó ra. Ok, đây mình có hai này. Mình sẽ tìm kiếm thêm một cái là 02 này. Đây, cho vào. Sau bạn có thể chọn config đây. Ở đây nhá, là chạy một profile hay là chạy nhiều profile cùng một lúc thì bạn tăng ở đây. Đấy. Mình thì ví dụ chọn chạy hai profile cùng một lúc, xong bạn sẽ clear close tab, đó là những cái tab từ chương trình cũ mà nó còn sót lại thì nó sẽ xóa hết đi, đó chạy tab mới thôi. Đấy. Ok, xong mình ấn create này. Cái đây, cái đăng bài mình vừa post này, xong mình ấn run này. Đây thì nó đang chạy hai tab cùng một lúc nhá, như mình vừa cài đặt xong. Đây. Đây thì các bạn đợi xem nó tự chạy nhá. Đây nó tự mở Twitter ra này. Đây, nó tự mở Twitter, xong nó sẽ tự động đăng bài nhá các bạn nhá. Chuột của mình để ở giữa, mình không sẽ không can thiệp gì, nó sẽ tự động đăng bài. Đấy, nó tự đánh nhá, các bạn nhìn này, bên này nó tự đánh này. Đấy, nó tự đăng bài xong rồi đây này. Đấy. Bên này cũng vậy này, đây nó tự đăng bài xong rồi. Đấy, tự bài xong nó ta sẽ tắt tab đi. Đấy, nó tắt trang web đi. Đấy. Đấy, vậy là mình đã xong rồi nhá các bạn nhá. Đấy. Thì nó đã trở về trạng thái bình thường. Đó khi nó chạy xong một clip. Đấy rất là hay các bạn ạ. Các bạn sẽ đỡ tốn rất nhiều thời gian và công sức làm những cái việc cái nuôi tài khoản hoặc là làm testnet AirDrop nhá. Và phần mềm này rất là hay. Tiếp theo mình sẽ mở cho các bạn xem về các cái proxy mình đã add sẵn trong này nhá. Đây là mình vẫn là giới thiệu, còn tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản và add proxy thì mình hãy giới thiệu cho các bạn. Thì đây mình ở chỗ của proxy mình đều add proxy sẵn rồi đây. Thì mỗi cái profile này nó sẽ có một cái proxy khác nhau nhá, một địa chỉ IP khác nhau. Thì mình sẽ mở cho bạn lên và xem cho các bạn xem. Đây mình sẽ đây ở cái getIP.pro này thì nó sẽ cho mình cái
hiển thị cho mình cái IP của mình hiện tại là gì đây. Ví dụ nhá, cái profile 001 của mình thì nó IP là 3381 này. Tiếp theo cái profile tiếp theo là 002 của mình thì nó sẽ là proxy khác này, đuôi 130 này các bạn này. Đấy. Có một cái nữa là mình mở profile khác. Đấy. Ví dụ cái profile 003 của mình thì nó IP là 1155. Đấy. Thì mỗi cái profile của mình thì sẽ là một địa chỉ IP khác nhau, thì nó sẽ không trùng cái địa chỉ IP, thì nó sẽ là ví dụ là các bạn cheat nhiều tài khoản thì nó sẽ không bị nó không điều tra được là bạn cheat nha các bạn nhé. Thì mỗi cái tài khoản của bạn sẽ ở một nơi khác nhau, một IP khác nhau. Đấy. Nó có như là một máy tính khác nhau và một mạng khác nhau với các bạn ạ. Đấy. Nên là rất an toàn trong việc sử dụng săn airdrop hoặc là nuôi nhiều tài khoản nhé. Rất an toàn, không bị chết tài khoản, không bị nó phát hiện là sai build khi săn airdrop, cheat khi săn airdrop đấy. Ok, cái phần mềm này rất là hay. Các bạn dùng thử miễn phí xong mà nếu muốn nâng cấp các gói lên thì hãy liên hệ mình nhé. Mình là một đối tác của Genoin, thì các bạn liên hệ mình sẽ giới thiệu cho các bạn mua với giảm giá nhé. Mua qua mình giờ sẽ được giảm, các bạn sẽ được giảm giá 50-70% nhé, giá trị ở các gói ở đây nhé các bạn nhé. Mình sẽ kết thúc cái phần giới thiệu phần mềm Genoin ở đây nhé. Giới thiệu phần mềm có cách quản lý số lượng lớn tài khoản khi săn airdrop ấy, thì mình sẽ phần 1 mình sẽ kết thúc đây, và mình sẽ làm video phần 2 về cách cài đặt và sử dụng phần mềm Genoin. Xong phần 2 sau đó mình sẽ làm phần 3, đó là làm sao để có một lượng lớn proxy. Đấy. Proxy số lượng lớn và giá rẻ nhất nhá các bạn nhá, thì để add vào những cái profile của mình đây này. Mình có một lượng lớn proxy giá là rất là rẻ các bạn ạ, giá rất rẻ đấy. Mình đã add 100 cái proxy vào 100 cái profile của mình đấy. Ok, thì mình sẽ làm phần 2 và phần 3 sau cái video này nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, thì các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích, hãy cho mình một like, một subscribe kênh nhé. Subscribe kênh Crypto Honic của chúng mình nhé. Ngoài ra các bạn join kênh Telegram của chúng mình nhé, Crypto Honic Channel và Crypto Honic Group của chúng mình nhé. Thì có những tin mới mình sẽ cập nhật nhanh nhất cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào anh em lắng nghe các bạn. Xin chào.